Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài luyện tập trang 54 sách giáo khoa môn toán lớp 5. Rồi, giờ như thường lệ, các em đã sẵn sàng tâm lý cho việc tiếp nhận bài học chưa? Nếu các em đã sẵn sàng thì có một điểm nên lưu ý. Cần phải có giấy nháp nha. Và đối với những em lười hay những em hay quên á, thì chúng ta cần có thêm cuốn tập hay gọi là cuốn vở ghi nhớ những nội dung mà chúng ta đã học nha. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào bài số 1. Bài số 1 chúng ta yêu cầu đặt tính rồi tính. Đó, chúng ta có 4 phép tính A, B, C và D. Và 4 phép tính này đều liên quan tới nội dung kiến thức trừ 2 số thập phân. Và các em có thể dừng video để các em xem lại về lý thuyết trừ 2 số thập phân nha. Còn những em mà đã thực hiện tốt rồi thì không cần nữa. Tuy nhiên, thầy có lưu ý là việc trừ 2 số thập phân thì chúng ta chú ý cách mà chúng ta đặt cái phép trừ đó làm sao cho phần nguyên nè. Đó, hàng của phần nguyên nó thẳng, hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn gì đó. Và phần thập phân cũng vậy, chúng ta lưu ý chúng ta đặt phần thập phân đây là gì, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, vân vân. Nhớ nha. Và không có gì khó khăn cả, chúng ta sẽ có câu A sẽ có kết quả là 38,81 và câu B sẽ là 43,73. Đó, và câu C và câu D các bạn làm cho thầy. Chú ý ở câu C này, với phần số bị trừ là 75,5 trừ 30,26 thì phần này, phần số thập phân đây nó chỉ có một chữ số. Đó. Và ở câu D thì nó chỉ có phần nguyên, không có phần thập phân. Được chưa? Đó, các bạn chú ý các bạn làm nha. Thầy sẽ đếm trong 8 nốt nhạc. Được chưa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi, chúng ta dừng video. Dừng video xong rồi, chúng ta dừng viết để kiểm nghiệm kết quả xem có đúng với kết quả của thầy không nha. Chúng ta có câu C. Câu C chúng ta có kết quả là 45,24. Vì sao đây? Chúng ta lưu ý đây là chúng ta có thể thêm số 0 vào đây để chúng ta trừ, đúng không? Đối với những bạn mà đã làm tốt rồi, làm cứng rồi thì không cần phải gì có số 0 ở đây. Được chưa? Hỏi ở câu D chúng ta sẽ có kết quả là 47,55. Vậy thì đây chúng ta sẽ có dấu phẩy và đây là 2 số 0. Hỏi các em nào làm không đúng không? Ồ, rất là may các bạn làm đúng hết đúng không? Rồi, vậy là rất là giỏi rồi. Nếu có em nào đó làm sai thì chúng ta cố gắng luyện tập nhớ lại cách mà chúng ta đặt. Thầy biết các em sai rồi, các em thì đặt vị trí của các chữ số này chưa đúng, chưa chuẩn thôi. Rồi, chúng ta sang bài số 2. Bài số 2 thì yêu cầu chúng ta tìm x. Chúng ta cũng có 4 phép tính A, B, C và D. Vậy thì để làm được cái bài tìm x này thì chúng ta cũng một cách đơn giản hóa nó đi. Đó là gì? Chúng ta tìm giống như tìm x của số tự nhiên. Và một nguyên tắc rất quan trọng khi chúng ta chuyển dấu sang bên này. Đó, khi chúng ta đổi vế của các hạng tử sang bên phía của dấu bằng bên này thì chúng ta chú ý cái dấu của nó nha. Đây, dấu cộng, dấu trừ, dấu trừ. Rồi, thầy sẽ làm mẫu câu A và câu B. Ở đây chúng ta sẽ có x bằng 8,67. Đây đang dấu cộng, chúng ta chuyển sang bên này sẽ là trừ, trừ 4,32. Và chúng ta có kết quả của phép tính này là 4,35. Rồi, tương tự như vậy ở đây thì chúng ta sẽ có lưu ý đây là gì? Một hạng tử rồi đến mới đến x, chứ không giống như bên này đúng không? Vậy thì x ở đây chúng ta để nguyên. Đây sẽ là x sẽ bằng 10,29. Đây là dấu dương đúng không? Trừ đi 6,85 và x bằng 3,44. Rồi, câu C và câu D các em sẽ làm trong 8 nốt nhạc nha. Thầy sẽ đếm.
Hỏi sẵn sàng chưa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi, câu C của chúng ta đây là gì? Dấu trừ nha. Đây là dấu trừ nha. Thì chuyển sang đây phải là gì? Dấu cộng. Và nó sẽ có kết quả là 9,5. Và ở đây lưu ý đây là dấu trừ nè, trừ x cơ. Vậy thì chúng ta chuyển ở đây phải làm chuyển như thế nào? Trừ x tức là gì? Chúng ta sẽ lấy nguyên cái vế này sang bên phía này thì để x cho nó được dương, đúng không? Vì chúng ta chưa học số, số trừ. Số trừ thì sau này chúng ta gọi là số nguyên âm đó, hay là số âm đó, thì lớp 6 mới học. Vậy thì trừ x ở đây không được. Vậy thì để cho x nó chỉ có một giá trị là x ở đây nè. Đó, đây chỉ là x không. Thì chúng ta phải 7,9 này phải trừ 2,5. Đó, chưa? Nhớ cái này nguyên tắc trong phần số tự nhiên thì giáo viên ở trên lớp cũng như trong phần ở lớp 4 thầy đã hướng dẫn ta rất là kỹ rồi. Rồi, vậy thì x sẽ là 5,4. Ok, có bạn làm sai không? Các em làm rất là giỏi đúng không? Bạn nào cũng đúng hết. Rồi, vậy chúng ta tiếp tục thử sức với bài số 3. Bài số 3 là một bài toán có lời văn. 3 quả dưa thì cân nặng 14,5 kg. Đây tổng của 3 quả dưa. Quả thứ nhất thì cân được là 4,8 kg. Quả thứ hai thì nhẹ hơn quả thứ nhất là 1,2 kg. Hỏi quả thứ ba nặng bao nhiêu? Chúng ta lưu ý này, chúng ta có quả thứ nhất bằng này, quả thứ hai thì nhẹ hơn quả thứ nhất bằng này. Vậy thì hỏi quả thứ ba nặng bao nhiêu? Ở đây thì một trong những bài toán này thì cũng giống như các bài toán khác, chúng ta sẽ có rất là nhiều cách giải. Tuy nhiên ở đây thầy chỉ giải một cách đơn giản thôi. Vậy thì quả dưa thứ hai chúng ta sẽ cân nặng là, chúng ta có quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất là 1,2, tức là chúng ta sẽ lấy quả thứ nhất trừ đi 1,2 ký này thì sẽ ra quả thứ hai. Vậy thì quả thứ hai chúng ta sẽ là 3,6 ký. Rồi bây giờ có quả thứ nhất, có quả thứ hai, có tổng số thì chúng ta có tìm được quả thứ ba không? Rồi trước hết chúng ta sẽ tìm cái gì trước nhỉ? Tìm tổng số ký của quả thứ nhất và quả thứ hai, đúng không? Nó sẽ bằng tổng 3 quả dưa trừ tổng số ký của quả thứ nhất và quả thứ hai. Đó, chưa? Và nó sẽ ra là 6,1 ký. Như vậy thì đây chính là đáp số. Được chưa? Rồi, chúng ta sang bài số 4 nhé. Tính rồi so sánh giá trị của A trừ B trừ C với A trừ đi B cộng C. Đó, chúng ta có các số hạng này, A này, B này, C này. Và với ba nội dung A, B, C, A, B, C, tức là chúng ta có ba hàng. Bây giờ chúng ta sẽ tính A trừ B trừ C, xem kết quả của A trừ B trừ C với A trừ đi B cộng với C nó như thế nào. Ở trước hết chúng ta thấy đây là sẽ là A là 8,9 đúng không? B bao nhiêu? 2,3. Và C là 3,5. Và chúng ta trừ đi nó sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng bao nhiêu các em nhỉ? Chúng ta trừ và sẽ có kết quả là 3,1. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy cái kết quả này, chúng ta thực hiện A 8,9 trừ đi mở ngoặc này, B cộng với C, tức là 2,3 cộng với 3,5. 2,3 cộng 3,5. Rồi, nó sẽ bằng bao nhiêu? Chỗ này dấu cộng nha. 2,3 cộng 3,5. Và nó sẽ có kết quả là 3,1. Tiếp theo, 12,38 trừ 4,3 trừ 2,08 thì có kết quả là 6. Và đây chúng ta lại cũng có kết quả là 6. Và câu cuối cùng, đó, câu cuối cùng các em tính nó đồng bao nhiêu các em? Câu cuối cùng chúng ta tính nó cũng sẽ bằng 4,72, đúng không? Rồi, vậy thì đây là câu A, chúng ta tính xong kết quả và chúng ta so sánh, chúng ta quan sát thấy A trừ B trừ C với A trừ đi B cộng C nó như thế nào các em nhỉ?
chúng ta thấy nó sẽ gì? Bằng nhau. Đó, rất đơn giản thôi. Được chưa? Rồi, vậy thì đây chính là tính chất giao hoán, đúng không? Của phép trừ. A trừ B trừ C thì sẽ bằng A trừ đi B cộng C. Rồi, ta sang câu B của bài số 4, tính bằng hai cách. Tức là trong một bài toán này các bạn tính bằng hai cách. Vậy thì vừa áp dụng ở cái câu A đó, cái câu A chúng ta vừa làm xong đó, thì chúng ta sẽ tính bằng hai cái cách. Đây là A này, đây là B, đây là C. Thì ta làm được không? Đó, cách 1 chúng ta lấy A trừ B trừ C, nó sẽ bằng 3,3. Rồi, cách số 2 thì chúng ta sẽ đưa cái A ra ngoài, trừ đi B cộng C là tổng, và nó sẽ bằng 3,3. Rồi, tương tự như vậy thì phép tính còn lại các em làm cho thầy. Thầy sẽ đếm trong 10 nốt nhạc nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, hết giờ. Các bạn dừng nào. Rồi, chúng ta lưu ý ở đây là chúng ta sẽ có cách số 1 ở đây là cách đưa về cộng tổng trước, đúng không? Thì chúng ta sẽ có kết quả là 1,9. Cách thứ hai chúng ta sẽ bỏ cái ngoặc này ra và đây sẽ là dấu trừ. Đó, cách hai này sẽ trừ 6,24 trừ 10,5 luôn, và nó cũng bằng 1,9, đúng không? Rồi, như vậy thì đến đây thì thầy và các em lại nói lời chia tay nha. Và trước khi chia tay, các em nhớ như mọi lần hãy chia sẻ thật nhiều cho mọi người cùng biết đến kênh 2K Blog của chúng mình nha. Và nếu em nào là thành viên mới xem thì chúng ta cũng đăng ký và chia sẻ bài. Rồi, tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em ở trang 55. Bye bye.